tiên đã được bắt đầu rồi. Đây là Greg của Dinosaur. Vâng, bên phía đối thủ một Sam một Roman. Còn đây là Percy của Thiên Mệnh. Vâng, ngon rồi. Thiên Mệnh trận này được cầm một chém tuyển, đó chính là Percy. Dino cầm một chém tuyển khác là Greg. Vâng, chém của Dino thì gọi là chém siêu siêu tuyển. Ngoài chém ra thì ngoài đó anh có thể đánh y, đánh phù, hoặc thậm chí đánh cả tê cả quẩy, không quan trọng. Bên phía của Gui siêu tinh đại diện đó chính là Dai Dai và Hồng Ma. Một người cầm Summer, một người cầm Roman. Vâng, Summer thì nông dân rất khó chọc chết. Roman thì có lợi thế giá cả nhà cửa được xây cực rẻ, vì vậy là sẽ có lợi thế một chút về ép đời. Vâng, bãi hiệu đầu của Thiên Mệnh cạnh một cánh rừng khá đẹp. Thiên Mệnh đang cố gắng len nổi con dân vào trong. Vâng, lùa về bãi hiệu 6. Vàng đã có, đá cũng có luôn, gỗ đầu hơi xa. Vâng, chiều nay thì cả Dinosaur và Thiên Mệnh đã luyện tập cả buổi chiều với một kèo khó 2 giam đùm chấp 2 xem. Vì vậy có lẽ các anh đã quá quen với cái việc đánh giam đùm ở bài xấu rồi. Chiều đầu với 2 xem các anh không hề xoắn. Đánh 10 trận thua 8. Vâng, những con hiêu đầu tiên đang được game thủ Thiên Mệnh đưa về nhà chính nhà mình. Vâng, Thiên Mệnh thì anh có một cái tên rất là phiêu. Phang phang phang. Vâng, cắm cờ cho nông dân, cho nông dân khác đưa nốt 3 hiêu về nhà chính. Có 6 hiêu về nhà chính, nếu như đánh 2-3 dân là coi như đủ đồ lên đời 2. Vấn đề còn là đời 3 cơ, chúng ta đang đánh đời 3 không thành, chứ không phải là đánh đời 2. Vâng, ở trận đấu này thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra game thủ Dai Dai. Vâng, Dai Dai cầm màu 6, còn Hồng Ma cầm màu 7. Gỗ khá xa, vì vậy lúc này thì game thủ Thiên Mệnh vẫn chưa thể đóng chiếc S đầu tiên được. Đã có 5 hiêu rồi, vẫn còn một hiêu nữa trong 7 hiêu chính. Anh đã cố gắng đưa nốt con hiêu này về, cùng với đó là ép gỗ. Vâng, hơi lâu nữa em có thể đóng được chiếc S đầu. Đồ ăn thì vẫn chưa thấy thêm gì. Vâng, có voi rồi. Đã nhìn thấy voi. Con hiêu thứ 6. Vâng, nếu đánh về giam đùm thì phải nói rằng chiến thuật của các game thủ bên phía Việt Nam chúng ta thường phong phú đa dạng hơn rất nhiều. Các game thủ bên phía Trung Quốc thì đánh rất đơn giản thôi. Vâng, bên phía Trung Quốc là các bạn, bên phía Trung Quốc đánh giam đùm rất đơn giản, rất như kiểu sách giáo khoa đánh vậy. Không bao giờ có những chiến thuật dị cả. Có những trận mà tiểu mã đánh ở giải Lenovo đánh 44 Mark C trong cánh đánh thuần chém. Vâng, đánh thuần chém, không đâm mi, không gì cả. Vâng, trúng lô. Giết sư tử trước. Bài coi như đủ với Percy. Quả phụ này hơi phí, chỉ có 5 con. Vâng, quả phụ 5. Kích đời rồi, 7 phút 55 với 25 dân Persian. Tiếp tục đi đập cho một con dân đi cắm cờ. Có lẽ là vừa dò địa thế nhà mình, vừa để đi đập lô. Vâng, tìm được cái đồ gì ăn sau khi lên đời cũng là tốt lắm rồi. Vâng, một bãi vàng nữa. Phải chăng cạnh bãi vàng là hai con voi? BB sẽ thiết kế ở đâu đây? Vâng, một bãi hiêu để ăn hoang. Vâng, Thiên Mệnh sẽ dâng nhà L ở chỗ nào và đóng BB ở chỗ nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chưa BB, chưa gì cả. BB đóng cạnh bãi vàng chăng? Vâng, BB đóng rồi. Ngay cạnh nhà. Vâng, đóng thêm một chiếc S. Liệu có cần thiết không? Vâng, đóng S thiếu gỗ lên đời.
Rõ ràng bài này không cần đóng S đó, vẫn có thể lên đời bình thường. Lượng thực đã đủ rồi. Vâng, bây giờ thì lại thiếu gỗ. Sóc thêm dần thôi. BM. Và BL sẽ ở đây. Đánh rất trâu dần. Đúng là phong cách của game thủ Thiên Mệnh. Vâng, kích đời rồi. 10 phút 47 với 26 dân pơ. Vâng, quay trở lại với trận đấu. Lúc này thì đây rồi, công vào nhà của Hồng Ma rồi. Vâng, Thiên Mệnh đã gặp Hồng Ma. Anh đang vừa ăn hoang vừa cấy ruộng. Vâng, như vậy Thiên Mệnh vừa chạy quá lên nhà Hồng Ma. Còn cánh của anh là cánh của game thủ Dai Dai. Vâng, đánh chém thủ phù. Đây là Summerian. Thiên Mệnh mới chỉ có công chưa có giáp. Vâng, không thể dám manh động với những nông dân Summerian 40 máu được. Cần phải rất từ tốn, đã có phù thủy rồi. Có lẽ Thiên Mệnh lên rút lui thôi. Vâng, lao vào nhà ai đây? Lao sang nhà của Roman. Vâng, bài nhà Roman kín. Đó, thông tin báo về từ Dinosaur. Vâng, ngựa giò của màu 6 đã lao tới rồi. Ngựa giò của màu 6 đã có mặt. Vâng, Dài Dài thi đấu rất tỉnh đòn, rất chuẩn bài với các game thủ Việt Nam chúng. Vâng, các game thủ Việt Nam của chúng ta đánh chém thủ phù, đối đầu với Pơ. Vâng, đối đầu với Pơ và Greg. Vâng, khá nhiều phù thủy mất rồi, mất một con lạc đà rồi. Thiên Mệnh rút lui ngay. Tham Lai, vâng, nhà Roma rất kín. Đã lên đời chưa? Dường như lên đời rồi. Tôi thấy lên đời khá dài, giống như một cái bơm. Tham Lai, Thiên Mệnh là 33/48 và chủ động chuyển sang cung A. Vâng, các bạn có thể thấy Roman quá ảo. Roman đánh cung A một áo. Vâng, rất bất ngờ với các game thủ Trung Quốc. Độ dị của các anh đã lên tới đỉnh điểm rồi. Các bạn đã thấy game thủ Việt Nam nào của chúng ta đánh Roman đánh cung A một áo chưa? Chắc chắn là chưa. Vâng, Dài Dài đã có cả cung R rồi. Các bạn có thể thấy thủ hù, đánh chém thủ hù, sau đó lên A. Rất chuẩn bài. Bây giờ thì cả Thiên Mệnh và Dai So đang ốp vào nhà của game thủ Dài Dài. Bỏ mặc màu 7 Hồng Ma. Roman đánh cung A một áo. Vâng, độ dị của Hồng Ma lên quá cao rồi. Anh tên là Ma cũng đúng thôi. Lúc này thì ở nhà của game thủ. Vâng, bây giờ thì nhà của Thiên Mệnh chết khá nhiều dân rồi. Tham vẫn chỉ giữ ở 3x thôi. Quân thì nhiều nhưng mà dân thì đã giảm dần đều.
Vâng, nông dân của game thủ dai dai đang chạy khắp nơi rồi. Thiên Mạnh đang thi đấu khá xuất sắc. Khá là hấp dẫn ở một trận đấu Roman chơi cung A một áo. Chúng ta hãy cùng chờ xem Hồng Ma đưa ra chiến thuật gì khi mà tại sao lại chơi cung A một áo khi cầm Roman trên góc 12 giờ. Và phải nói nếu bây giờ xem số dân thì thực sự khủng khiếp rồi. Vâng, Roman to như một cái loa. Phải chăng trận này sẽ đánh cung A một áo kẹp pháo? Lợi thế giá gỗ rẻ của Roman, cung A một áo kẹp pháo. Vâng, bài khá lợi hại. Nhưng lúc đó thì game thủ Việt Nam chúng ta chỉ đánh cho Son đánh bài đó thôi, cho Son Catarian để khắc chế đối thủ. Trận này bên phía Việt Nam chúng ta có một Persian và kẹp với đó là một Greek đánh cung A một áo. Vâng, độ hợp lý cũng không phải là không hề có. Vâng, không phải là không hợp lý với một cái bài đánh cung A một áo khi cầm Roman. Nhưng dù sao thì nó cũng hơi dị so với các game thủ Việt Nam chúng ta. Vâng, khán giả và cả ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ lắm rồi. Bây giờ Thiên Mệnh đang thủ nhà lên cung A hai áo. Chúng ta hãy cùng đá qua màn hình của game thủ Dinosaur. Vâng, các bạn có thể thấy Hồng Ma và Dai Dai rất thân nhau trong gui siêu tinh như thế này thì mệnh ai người ấy lo. Hồng Ma bò kín nhà trên góc 12 giờ, sóc dân nhà to như một cái loa để mặc cho Dai Dai bị Dinosaur và Thiên Mệnh cùng ốp vào hấp diêm tập thể. Rất khổ cho Dai Dai. Vâng, đây là màn hình của Dinosaur. Tham 44 đã bắt đầu có nhà chính thứ hai để đào vàng. Dai Dai thì cùng một lúc cầm cung R và ngựa giò công lên cả hai nhà Dinosaur và nhà của Thiên Mệnh. Còn vẫn chưa thấy Hồng Ma xuất hiện. Phải chăng Hồng Ma định nhảy 4 với cái bài đánh cung A một áo? Vâng, 38 dân. Vâng, đây rồi. Bắt đầu đẩy dần dần ra ngoài. Chém của Dinosaur mới chỉ là chém 2. Vâng, tôi vừa nhắc cái anh lên chém 4 luôn. Rất dị. Tham lai của Thiên Mệnh cũng đang là 41/60. Có lẽ là nên chuyển tất sang chém thôi. Lạc đà thời buổi này không có tác dụng. Thiên Mệnh bắt đầu chuyển sang cung A hai áo. Bây giờ thì dường như Dinosaur và Thiên Mệnh chuẩn bị ốp vào nhà của game thủ Hồng Ma. Vâng, Roman cộng với cung A một áo. Vâng, đây là màn hình máy của Dinosaur. Tham 40/72. Nhà BL thứ 3. Vâng, bây giờ thì ốp lên nhà của game thủ Hồng Ma thôi. Không, anh có lẽ anh đang tích ngựa thêm. Vâng, tích ngựa trong khi Thiên Mệnh thì đang lao vào rồi. Vâng, đây là Thiên Mệnh. Thiên Mệnh đang chờ cung A hai áo. Vâng, Dai Dai đột nhiên. Có vẻ như Dai Dai được nhận bơm từ Hồng Ma rồi. Nông dân của Dai Dai chạy tứ tung khắp nơi ngay từ đầu. Nhưng không hiểu sao bây giờ thì có khá đông cung R. Vâng, những con lạc đà của Thiên Mệnh đang đi công nhà phải về cứu nhà thôi. Nông dân Persian không có bánh, vâng, không có bánh xe. Đang lên nhà BA thứ 3. Vâng, hơi khó cho Thiên Mệnh. Nông dân không có bánh xe là một điều cực kỳ bất lợi. Vâng, chặn lại thôi. Kẹp bắt hết đạo quân này của game thủ Dai Dai. Dai So cũng đã sang cứu nhà rồi. Hai anh đang ôm với nhau để sống. Vâng, bắt sạch đạo quân này thôi. Tham lai của Thiên Mệnh đang là 44/56. Lại cơ cấu lại nhà cửa và bắt đầu sóc cung A nâng cấp đào vàng thôi. Nếu có gỗ lên thêm nhà BA nữa. Vâng, thêm một BA nữa là 4 BA cộng với 2 BL. Cứ chảy lạc đà. Xin lỗi các bạn là bây giờ thì tạm thời chảy lạc đà và cung A. Nhưng tôi nghĩ mà lấy chém thì hay hơn. Vâng, Hồng Ma bây giờ vẫn còn đi ăn hoang. Không biết đấy là nhà ăn hoang của ai. Vâng, như vậy là màu 6 game thủ Dai Dai lên đây ăn hoang. Các bạn có thể thấy lối đánh của các game thủ bên phía Trung Quốc rất phiêu. Roman vâng đánh bài cung A một áo vì đang to nhất bản đồ. Về tham thì to nhất như điểm số ấy, Dai Dai với một cái bài chạy dân đại pháp. Vâng, khó rồi, rất to. Vâng, bây giờ cung A một áo kẹp với sọc đơn. Sọc đơn đi trước quẩy, cung A một áo đi phía sau. Trái dự đoán của tôi là sẽ đánh cung A kẹp pháo. Lúc này thì đang công nhà Dai So chết khá nhiều dân rồi. Và bây giờ thì
Game thủ Thiên Mệnh đã sang cứu với những con lạc đà đi trước và cung A hai áo của Persian đi sau. Đáng tiếc là cung A của Persian bắn sai chỉ có 7-1 thôi, nhưng dù sao cũng hơn được cung A một áo của game thủ Hồng Ma, vì cung A một áo tầm xa hết cỡ đời 3 cũng chỉ là 6-2. Vâng, ăn được hết toàn bộ số lượng quân đi công nhà của game thủ Hồng Ma rồi. Bây giờ sẽ ốp lên, được bơm 200 gỗ từ Dinosaur, xây thêm miếng nhà BA nữa. Liệu có cần phải có đánh bài cung A kẹp pháo không? Timeline. Vâng, bắt đầu đè lại. Vẫn đang là 40-60. Vâng, bị công sang rồi. Cung A của game thủ Thiên Mệnh chưa có giáp. Vâng, rất nhỏ. May mắn cho Thiên Mệnh, vừa rồi con ngựa sọc đơn vào ruộng nhưng mà đã chết rồi. Timeline của game thủ Thiên Mệnh đang là 60-64. Vâng, được bơm 400 vàng từ game thủ Dinosaur, chắc chắn là Thiên Mệnh sẽ khỏe hơn rất nhiều. Vâng, lúc này cung A một áo đang tràn vào nhà của Thiên Mệnh. Rất đông cung A một áo. Vâng, di chuyển cũng khá nhanh. Thiên Mệnh sẽ chết mất rất nhiều dân ở trong trận đấu này đây. Vâng, dân nhặt gỗ của anh nằm xuống. Bây giờ thì cung A hai áo đang bắt toàn bộ số cung A một áo của Hồng Ma. Hồng Ma có vẻ như cầm Roman chưa chết một dân nào từ đầu đến giờ. Anh vẫn khỏe đều. Vì vậy mà chết tuần này anh lại nở ra tuần đấu khác. Không hiểu sao Hồng Ma không nghĩ ra cái bài cung A kẹp pháo. Vâng, bài này có lẽ là bài nâng cao đối với Hồng Ma rồi. Các game thủ Trung Quốc đánh rất cơ bản. Timeline. Vâng, bắt đầu đè ngược trở lại nhưng Dai Dai đang nở ra khá to. Vâng, Dai Dai cầm Summerian. Bây giờ thì sao đây? Vâng, liên tiếp được bơm đồ từ game thủ Dinosaur. Bây giờ công lên nhà màu 6. Nhà màu 6 của Dai Dai. Thiên Mệnh quả lại nhà màu 6, nhà của cánh mình đã. Vâng, lúc này thì game thủ Hồng Ma vẫn đang rất đông cung A của đá, vừa bắt được khoảng chục con cung 1. Vâng, chục con cung hai áo của game thủ Thiên Mệnh rồi. Thiên Mệnh đang đẩy dần lên nhà của Dai Dai. Liệu Hồng Ma có sang cứu không hay Hồng Ma ở nhà bật 4? Dường như lượng dân báo về là 60 dân rồi. Vâng, các anh sóc đang sóc dân một cách điên cuồng. Vâng, cung A Percy cũng rất lợi hại. Không hề đơn giản vì trong trận đấu này thì cũng chỉ có cung R của Summerian thôi. Đây rồi, các bạn có thể thấy Dai Dai rất đông cung R đứng trên một con dốc. Khiển R các game thủ Trung Quốc luôn luôn là lợi thế. Nhưng bây giờ thì lạc đà đi trước, cung A đứng đằng sau bắn. Rõ ràng là Dai Dai cũng phải thử lên con dốc này. Anh đang đứng toàn bộ số cung R của anh trên dốc. Vâng, cung A một áo của Hồng Ma sang cứu. Vâng, các bạn thấy Hồng Ma vẩy e chặn lại. Vâng, đạo quân này của game thủ Thiên Mệnh sẽ bị bắt. Cả Dai Dai và Hồng Ma rất chiến thuật trong pha đấu này. Chờ Thiên Mệnh đẩy sâu vào nhà, sau đó mỗi người vây một hướng. Cực kỳ hay. Vâng, timeline đè mạnh rồi. Ta nhìn thấy màn hình đa so. Vâng, như vậy là Hồng Ma đánh cung A kẹp pháo rồi. Các bạn có thể thấy cực kỳ chiến thuật. Vâng, sọc đơn cung A một áo kẹp pháo khi đánh rô, đánh Roman, thậm chí lên cung A một áo trước khi lên sọc đơn. Vâng, ngay từ đầu Dai So báo về thì game thủ Hồng Ma đã xây A chứ không xây L. Timeline của Dai So là 40-76. Có lẽ Hồng Ma bây giờ 60 dân và số lượng cung như vậy tham anh trên 100 rồi. Nhưng mà Dai Dai mới là người điểm số cao nhất. Vâng, Phang Phang quyết rồi. Lên đời cực sớm. Vâng, như vậy là trận này Summer lên đời khoảng 10 phút 45. Bằng hệt so với Thiên Mệnh cầm Persian.